Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ lót, tức là một công cụ giúp các bạn tạo ra một cái hình khối từ nhiều cái tiết diện. Giả sử như ở đây mình đã tạo ra được các cái mặt phẳng như thế này. Và bây giờ mình muốn tạo ra một cái khối từ các mặt phẳng này, và đây chính là những cái tiết diện của khối đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng lệnh như sau. Mình sẽ vào lệnh lof, lệnh tắt là lo. Các bạn sẽ thấy chúng ta có dòng chữ connect multi-profile of x, là chúng ta sẽ kết nối rất nhiều các profile và là các đường cạnh để tạo thành một cái hình khối. Mình sẽ kích vào đây. Sau đấy mình sẽ kích vào cái cạnh hoặc là cái mặt phẳng đầu tiên. Thì mình kích vào mặt phẳng chẳng hạn. Đấy. Sau đấy mình sẽ kích next. Mình kích tiếp tục vào mặt phẳng thứ hai. Next. Tương tự như vậy cho đến hết các mặt phẳng. Và đây, cái cuối cùng của chúng ta. Sau khi chọn xong toàn bộ các tiết diện, các bạn có thể kích vào Finish. Các bạn hãy cùng xem kết quả chúng ta. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một cái hình khối từ các cái đường tiết diện mà chúng ta tạo ra như thế này. Đấy. Ở đây mình có thể kích vào Tips như này. Đấy, các bạn sẽ thấy rất là hay. Tiếp theo mình có thử áp dụng với cái những cái hình vuông này cũng đã được xếp chồng lên nhau và được biến đổi để có thể tạo ra một cái khối gì đấy. Mình sẽ sử dụng lệnh lof. Mình kích vào mặt phẳng đầu tiên. Mình kích next. Kích vào mặt phẳng thứ hai. Lưu ý các bạn có thể ấn tab để chọn toàn bộ như thế này. Next. Cái đây tab này. Đấy, kích chọn toàn bộ như này. Next. Tiếp tục. Cứ làm như vậy cho đến khi hết tất cả các đường tiết diện mà các bạn mong muốn. Lưu ý các bạn hãy chọn hết nhé. Kết hợp các phím tab thì các bạn sẽ chọn rất là nhanh. Đấy. Ở đây thì hiện tại nó đã giống nhau rồi, thì mình có thể chỉ chọn cái mặt cuối này thôi. Đấy. Mình kích next đã xong. Bây giờ mình có thể finish nó. Ồ, ở đây nó báo lỗi rồi. Đấy, nghĩa là trong quá trình chúng ta làm, chúng ta có thể xuất hiện lỗi do việc thao tác chọn các mặt phẳng tiết diện này. Các bạn cần chọn thật là chính xác. Mình sẽ làm lại. Đấy, ở đây mình sẽ chọn các đường biên, mình không chọn mặt phẳng nữa. Mình kích next. Thì các bạn có thể ấn tab để chọn đối tượng rất là nhanh. Lệnh này tương đối nặng và thường xuyên rất là dễ lỗi. Do vậy các bạn thao tác cần phải chính xác. Đã xong. Bây giờ mình thử finish. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta đã tạo ra được một cái hình khối dựa theo các cái tiết diện của cái mà chúng ta tạo ra. Thì việc tạo ra các tiết diện biến đổi sẽ giúp các bạn tạo ra những công trình mang hình khối rất là đặc biệt. Do vậy các bạn có thể thoải mái khả sử dụng cái sự sáng tạo của mình. Các tiết diện càng đặc biệt thì công trình của chúng ta cũng sẽ rất là hay. Đấy, các bạn sẽ thấy như thế này. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về cái lệnh lof, một cái lệnh giúp các bạn phủ mặt tạo khối từ các đường tiết diện trong phần mềm Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.